diện nghệ thuật Rainbow 2. Tập 5. Thảm họa hẹn hò đôi. Wow, kỹ năng sắc bén đó. Colin, phải không? Phải không hả? Cậu không nhớ tên mình sao? Sau thời gian chúng ta nói chuyện trong lớp học này. Có lẽ cậu không tạo nhiều ấn tượng lắm hả? Năm nhất, hãy lắng nghe này. Chúng tôi tới đây để mang tới cho các bạn một món quà chào mừng của Học viện Rainbow 2. Một lời mời tới tham dự bữa tiệc sắc màu 8 giờ đêm nay, sảnh chính. Hẹn gặp các bạn ở đó. Dạ, ăn mặc để gây ấn tượng nha. Chúng tôi không chấp nhận không đẹp đâu. Bữa tiệc hoàn hảo. Mình phải đi chuẩn bị ngay đi, tránh ra. Tuy nhiên, cô ấy không sai. Bữa tiệc hoàn hảo chính là chân lý. Và nó sẽ được thêm lửa bởi vì cô bạn Puppy của mình sẽ là DJ ở đấy. Muốn gặp mình ở đó hay không? Mình với cậu sẽ cùng nhảy nha. Mình sẽ tham gia. Được, để xem lần này mình có thể nhớ được tên cậu hay là không. Chào mừng các bạn quay trở lại với cuộc sống của Vai. Mình rất háo hức với bữa tiệc tối nay. Và các cậu à, mình sẽ có một cuộc hẹn hò đó. Tiên Tùng kia, mình yêu nó. Cho nên chúng ta cần gây ấn tượng với nhóm A. Và cậu cần phải thiệt xinh đẹp để bạn cậu ngắm đó. Chính xác, có son neon mới mà mình đang rất muốn đánh thử đây nè. Hashtag táo bạo. Chỉ phụ thuộc vào việc tụi mình sẽ mặc gì. Suy nghĩ nào. Biết gì không nào. Cậu có thể học cách gõ cửa hay không vậy? Vậy tốt hơn nhiều. Chị Avery nói tụi mình có thể tới chỗ chị ấy. Chị ấy sẽ lén cho tụi mình thấy nhãn hiệu thiết kế hoàn toàn mới. Là thật sao? Tuyệt vời quá. Các quý cô, chào mừng đến với studio của chị. Chị đang thiết kế một số trang phục mới. Chúng chưa được thử đâu. Sẵn sàng chưa? Chị nghĩ chúng rất tuyệt cho trang phục bữa tiệc sắc màu của tụi em. Ashley, tiếp tục đi các em. Hãy coi nè. Cái này thế nào? Được không? Hoàn hảo theo nghĩa đen. Hoàn hảo cho một bữa tiệc. Hoàn hảo cho một buổi hẹn hò. Ruby, cậu hẹn hò sao? Ruby có một người bạn trai mới. Bạn ấy chưa phải là bạn trai của mình đâu. Ngọt ngào. Ruby đã có một cuộc hẹn và Sky sẽ đi với bạn trai cậu ấy. Đó là một cuộc hẹn hò đôi. Chuyện này thật dễ thương đúng không? Sẽ không thể nào dễ thương bằng hai cậu tối nay. Mấy tên con trai sẽ hoàn toàn sững sờ bởi vì các cậu sẽ bước vào bữa tiệc với vẻ ngoài thật hấp dẫn. Cảm hứng sao? Ôi, chị thật sự tài năng quá chị Avery. Trang phục của chị thật phi diệu. Em sẽ chết mất nếu không được mặc cái áo khoác này tới bữa tiệc. Theo nghĩa đen luật ngày đây đã chết. Chị rất vui khi em thích chúng. Nhưng những trang phục này không phù hợp với sàn nhảy đâu. Sẽ sớm thôi nhưng vẫn chưa được. Được rồi, năm nhất. Đã sẵn sàng cho bữa tiệc sắc màu chưa? Chúng tôi mong đợi thời trang hoàn mỹ. Đặc biệt là từ DJ của chúng ta. Em đã sẵn sàng chưa, P? Với cảm hứng thời trang này sao? Xong rồi, đi nào các cô gái. Đi nào. Xin đi, đi. Mình sẽ trở lại với các bạn. Go, go. biểu tượng cảm xúc trái tim. Bữa tiệc này thật là tuyệt. Và Puppy đang tạo ra đó. Quẩy đi, Puppy. Nè, mình thấy một người bạn của mình vừa tới. Mình sẽ quay lại ngay. Các cậu ở đây nè. Ôi, trông cậu tuyệt lắm đó. Nhìn cậu kìa, trông rất lắm luôn đó nha. Các cậu vừa bỏ lỡ bạn trai của Skyler. Cậu ấy sẽ quay lại ngay thôi, bạn của cậu đâu rồi? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Tối nay trên cuộc sống của Vai, buổi hẹn hò lớn đầu tiên của Ruby. Tụi mình đang ghi hình nghiêm túc đó hả? Phải đó, nó sẽ là tập hot nhất đó. Được thôi, chúng ta hãy đi tìm cậu ấy và đưa cậu ấy quay trở lại tập đặc biệt nào. Hẹn hò tại Học viện Rainbow 2. Chị em, mình sẽ nhận được tiền bản quyền. BRB. Chào. Chào. Nhìn chất hết sảy. Chờ đã, cậu không quay cái này đúng không? Không. Ý mình có nghĩa là không cho đến khi cậu điền vào mẫu cho phép. Thực ra thì mình không thích bị quay phim đâu. Có lẽ cậu chỉ cần xóa nó. Chào. Các cậu, đây là bạn của mình, Colin. Colin, đây là nhóm trình diễn thời trang của tụi mình. Xin chào. Xin chào. Xấu xạ, rất tệ, rất tệ. Nè, xin lỗi nha, mình bị đám đông cản mình lại vậy.
Colin. Cậu biết bạn của mình sao? Bạn của cậu? Colin là bạn của mình. Ôi trời. Mình đã tìm thấy bạn phát hành. Đúng rồi. Cậu cần một cây bút